trường thợ trở tay lấy ra một khối ngọc phù, cười nói. Muốn phá vỡ cục diện bế tắc, biện pháp đơn giản nhất chính là dẫn ngoại lực vào. Những yêu tộc đã hiện thân tại trung thần châu này, hôm nay, cũng liền không cần trở về. Ngón tay lập tức điểm nhẹ, cấm chế ngọc phù bị kích hoạt, đầu bên kia truyền đến một hồi len ca len keng, dường như là một đống bảo vật bị chất thành một đống, đang va chạm với nhau. Trường canh, có trưởng môn quý vô ưu tự mình truyền tin, các phòng lậu tiên môn lập tức bắt đầu trực động. Những người đang bế quan đều bị đánh thức, cũng may là không có ai ở trong khẩn yếu quan đầu xung quan, tài sản của luyện khí sĩ phần lớn đều là mang theo trên người, lại có tất cả trưởng lão bên trong môn phái ra tay, dọn sạch đạo tạng điện, bảo khố bách phàm điện, cũng bất quá chỉ là dự tình trong chốc lát. Phong chủ trưởng lão các hiển thần thông, mang theo chúng đệ tử đi xuống dưới mặt đất, bọn họ có một chút khó khăn chui vào mấy ngàn trượng dưới mặt đất, xâm nhập vào một mảnh đại điện chống trải, thấy được tòa địa mạch na di trận đường kính mấy trăm trượng kia nghe chúng tiên nhân bên trong môn phái khen ngợi trưởng môn suy nghĩ sâu xa quý vô ưu cũng có một chút xấu hổ vong tình thượng nhân vương phú quý cùng với giang lâm nhi cùng hung cực ác mang theo chín tiên chữ tử cùng nhau hành động giữ gìn chặt từ các nơi lúc này tử ô cùng với tử thi cũng đang vội vàng tìm kiếm tử cửu ở nơi nào nhưng rất nhanh liền được rồi trưởng môn quý vô ưu cùng với vong tình thượng nhân lần lượt truyền âm bảo bọn hắn không cần phải lo lắng tử cửu. Từ vũ thi tự nhiên đều ở bên trên tiểu quỳnh phong thanh niên lý tĩnh đã trưởng thành đang bị hai vị lão chân tiên bảo hộ trong đám người vào giờ phút này nhìn thấy chiến trận như vậy cũng là có một chút nghi hoặc nhưng cũng không hiển lộ nửa điểm vẻ sợ hãi nghe sư thúc sư bá bên cạnh nói dường như lại có yêu ma đột kích trong đôi mắt lý tĩnh càng là tràn đầy chiến ý nhưng mà vào giờ phút này bên trong môn phái cũng không cho phép y rút kiếm tiến lên chảm yêu trừng ma hiện tại lao ra hoàn toàn là một loại cực đoan thiên thần hạ phẩm khác Thiên thần đưa cơm, lại nghe trưởng môn quý vô ưu nói Hụ, hụ khục, phá thiên phong bọc hậu, ba phong vụ linh phong, đan đỉnh phong, tiên lâm phong tiến về phía trước giò sát Trưởng lão, môn nhân, đệ tử các phong giám sát lẫn nhau Nếu ai dám sử dụng truyền tin, trận phát ngọc phù, sẽ bị phong cấm tu vi, xử trí sau đó Không được hỏi nhiều những chuyện khác, chúng tiên cùng nhau trả lời, theo đại trận mở ra từng đám luyện khí sĩ đâu vào đấy lại nhanh chóng tiến vào đại trận, mượn lực lượng địa mạch Nazi mặt đi. Không bao lâu, hữu cầm huyền nhã vội vàng tìm được quý vô ưu, trong mắt mang theo vài phần do dự, vẫn là cúi đầu ôm quyền, hỏi. Trưởng môn, vì sao lại thiếu duy nhất tiểu quỳnh phong nhất mạch, quý vô ưu nhẹ nhàng thở dài, vừa định bỏ hữu cầm huyền nhã đừng có hỏi việc này nhiều, lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói. Bọn họ quyết định ở lại, vậy đệ tử cũng quyết định ở lại hữu cầm huyền nhã ngẩng đầu nhìn chăm chú vào sư tổ của chính mình trong đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng xin trưởng môn thành toàn đệ tử sinh tử không oán đi thôi quý vô ưu khoát khoát tay chúng môn nhân xung quanh phá thiên phong còn chưa kịp phản ứng hữu cầm huyền nhã đã là vái chào quay người bay nhanh tiểu nhã hương kinh san vội vàng kêu lên lại bị quý vô ưu ra giấu ngừng lại yên tâm nàng ở chỗ đó hẳn là còn an toàn hơn so với đi theo chúng ta chúng tiên lập tức không rõ ràng cho lắm tiên lực bao trùm toàn thân hữu cầm huyền nhã bay ngược lên trên mặt đất khống chế tiên kiếm phóng tới mặt đất không bao lâu liền hiện thân từ phía dưới phá thiên phong nàng vừa muốn chạy tới phương hướng tiểu quỳnh phong đã thấy mấy thân ảnh bay qua hình đầu tiên thức tràn ra hữu cầm huyền nhã thoáng sửng sốt có hơn mười mấy đạo thân ảnh đứng ở trong không trung vẩy ra từng hạt đậu tiên đối với từng tòa ngọn núi những đậu tiên này phanh phanh nổ vang, rất nhanh liền hóa thành từng vị từng vị thiên binh. Không ít ngọn núi đã chật ních thiên binh, vào giờ phút này đại trận hộ sơn đã hoàn toàn mở ra, bầu trời các nơi đều là ngũ thải hào quang. Đến trên núi đi, tiếng nói của Lý Trường Thọ vang lên ở trong đáy lòng nàng, trong mắt hữu cầm huyền nhã tràn đầy nghi hoặc không hiểu, nhưng lại gật đầu đáp ứng một tiếng. Vâng, sư huynh, nàng ngự kiếm tiến đến bên trên tiểu quỳnh phong, không bao lâu liền tiến vào đại trận tiểu quỳnh phong bị một trùng tiên quang tiếp dẫn đến đan phòng vừa bước vào bên trong đan phòng hữu cầm huyền nhã lại là sững sờ bên trong ngổn ngang lộn xộn ngã mấy đạo thân ảnh quen thuộc từng người đều đã ngủ mê man tề nguyên lão đạo nằm bên trong xó xình ôm bầu rượu nằm ngáy o o trên ghế tất nhiên là tù cửu ngã ngồi ở bên trên bồ đoàn tử vũ thi hùng linh lị ngáy như sấm lý trường thọ đang ngồi ở trước lò luyện đan lộ vẻ mặt vẻ suy tư đột nhiên mở miệng nói một câu hữu cầm thì không cần hữu cầm huyền nhã còn chưa có lấy lại tinh thần liền nghe phía sau chuyển đến một tiếng cười khẽ quen thuộc trong đáy lòng hơi giật mình tiến thức của nàng lại không có một chút phát giác nào liền bị linh nga tới gần phía sau hì hì linh nga rụt tay nhỏ lại thu hồi bình xứ vào trong tay áo vội vàng bước về phía trước hai bước ôm lấy hữu cầm huyền nhã từ phía sau sư tình ngươi đừng nóng giận đây đều là do sư huynh bảo ta làm lý trường thọ cười sủi một tiếng cũng không phản bác. Hưu Cầm Huyền Nhã có một chút run rẩy khóe miệng, nhẹ nhàng thở dài, lại hỏi: Trường Thọ sư huynh cần ta làm cái gì? đều đã an bài thỏa đáng. Lý Trường Thọ nhắm mắt nói một câu: hai người các ngươi đi đánh cờ dài buồn là được, đợi lát nữa nghe được động tĩnh gì cũng đều không cần bối rối. Hưu Cầm Huyền Nhã quay đầu liếc nhìn nhau cùng với Linh Nga, từng người đều đọc được một chút bất đắc dĩ trong mắt lẫn nhau chúng ta thật sự muốn đánh cờ sao? Hữu cầm huyền nhã thấp giọng hỏi, Linh Nga nháy mắt mấy cái. Sứ huynh bàn giao, làm theo là được. Trong chốc lát, hai người vẫn thật sự bày bàn cờ ra, ngồi quỳ chân đối lập nhau, bắt đầu nghiêm túc đánh cờ. Toàn bộ đội tiên môn im ắng, hơn mười mấy ngọn núi bị thiên binh chiếm hết, mấy vạn đội tiên binh bắt đầu chấp hành mệnh lệnh đề phòng đơn giản. Trình tự đối phương làm khó dễ, hẳn là hải thần giáo, tiêu giao tiên tông, đậu tiên môn, ở phía trưởng môn cũng có hai cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên lẫn vào tùy thời phối hợp tác chiến phạm vi thế lực của hải thần giáo vào giờ phút này quá mức rộng lớn chỉ có thể thụ động phòng thủ bị hao tổn có lẽ sẽ vô cùng nghiêm trọng lý trường thọ chỉ có thể tận lực giảm bất phàm nhân và thần sứ tử thương đồng thời ghi sổ lại ở phía tiêu giao tiên tông cũng đã được an bài thỏa đáng ban đầu cần bọn họ cắn răng đối cứng viện quân rất nhanh liền có thể tới nhưng một mực thụ động bị đánh thúc đẩy chuyện đẹp của phương tây cùng với địa tạng cũng không phải là phong cách của đệ tử nhân giáo. Khóe miệng của Lý Trường Thọ lộ ra một chút mỉm cười. Ai, hữu cầm sư tỷ ngươi mau nhìn sư huynh ta. Làm sao vậy? Sư huynh cười một tiếng như vậy, khẳng định có người sẽ bị an bài, hữu cầm huyền nhã hơi nghiêng đầu, linh nga thì chứng chạc đàng hoàng. Tiểu quỳnh phong các nơi, Lý Trường Thọ nguyên bản bố trí những cái kia đậu tiên binh, vào giờ phút này tất cả đều nằm xuống, che lại tự thân một lát sau. Tại các nơi phía Nam, phía Đông Duyên Hải Nam Thiệm Bộ Châu, bên trong mấy trăm tòa thành trì Hải Thần Giáo có một chút hẻo lánh, một màn tương tự đồng thời phát sinh ở các nơi. Mười mấy phạm nhân nhìn như không việc gì, toàn thân đột nhiên bị yêu hỏa quấn quanh, từng người kêu thảm vài tiếng, từng con yêu thú kinh khủng chui ra từ trong cơ thể, những yêu thú này gầm thét vài tiếng, nhào về phía miếu hải thần sớm đã trống rỗng, phá hư hết thành mọi thứ trên đường đi. Bất quá chỉ đảo mắt, ánh vàng lấp lóe trên bầu trời, bên trong nước biển nổi lên từng hồi rồng gầm từng cột sáng màu vàng bay về hướng mấy trăm thành trì này đạo đạo thân ảnh ngân giáp bay ra từ trong đó vở kịch thiên binh chiến yêu thú được trình diễn đồng bộ ở các nơi cùng lúc đó ở trung thần châu tại sơn môn tiêu giao tiên tông bê đèn che trời yêu khí đầy trời mười mấy vạn đại quân yêu tộc cùng với cao thủ yêu tộc đếm không hết trực tiếp đi đến phụ cận sơn môn tiêu giao tiên tông khởi xướng xung kích hùng mãnh đối với tiêu giao tiên tông ở bên trong tiêu giao tiên tông sắc mặt của phần lớn chúng môn nhân đệ tử trắng bệch mười mấy vị cao thủ trong tông vọt tới trên không các phong cùng nhau hét lớn đánh ra đạo đạo tiên lực toàn lực trèo chống đại trận hộ sơn mà ở ba phương hướng tây nam đông bắc chính đông tiêu giao tiên tông đạo đạo lưu quang bắt đầu hội tụ giống như ba con sông lớn đột kích về phía nơi đây không chỉ có như thế các nơi ở trung thần châu xuất hiện đạo đạo ngọc phủ bán nhanh tiên tông nhân tộc khắp nơi bị kinh động lại một lát sau bên ngoài độ tiên môn xuất hiện mấy chục cái lỗ lớn yêu phong vô biên thổi ra từ trong lỗ lớn, đồng dạng là cao thủ yêu tộc kẹp theo yêu binh mà tới, trong nháy mắt, đại quân yêu tộc vây kín tứ phía, cùng nhau giết thẳng về hướng độ tiên môn. Nhưng mà, chúng yêu vừa muốn oanh kích đại trận hộ sơn, mấy lão đầu yêu phát hiện ra tình hình có một chút không thích hợp, mỗi người bọn hắn hạ lệnh, chúng yêu tạm hoãn vào tới trước, từng vị từng vị cao thủ yêu tộc nhìn về phía trong trận, đã thấy toàn bộ độ tiên môn trống rỗng, một lão yêu hít hà, trầm giọng nói, không có bao nhiêu người, bọn hắn đã chạy hết, đông bên trong thiên địa vang lên một tiếng đàn, chỉ thấy bên trong trời cao, một đóa mây trắng chậm rãi rơi xuống, một lão thần tiên râu tóc bạc trắng ngồi trên đó, đang cúi đầu đánh đàn. Thủy thần Thủy thần quả nhiên ở đây. Giết chờ một chút, cẩn thận có linh bạo, người ở đây đều đã đi hết sạch. Ha ha, Lý Trường Thọ cười khẽ một tiếng, ngừng đánh đàn, phiêu phù ở phía trên đại trận hộ sơn, ánh mắt quét nhìn thân ảnh yêu tộc đầy trời. Quay người hắn đột nhiên xuất hiện một chút ánh lửa, cỗ hóa thân này đảo mắt liền bị ngọn lửa thôn vệ, nhưng tiếng nói thoải mái dễ chịu không mang danh lợi kia lại vang vọng ở trong thiên địa. Mười vạn yêu chúng, công đức trung đẳng, vì đạo hữu kia quả nhiên không lừa ta, các vị, mời vào bên trong đi. Bên trong thanh âm đàm thoại, đại trận hộ sơn độ tiên môn nhẹ nhàng lấp lóe, bộp một tiếng, như bọt khí nổ nát vụn, không có, đại trận Hộ Sơn cứ như vậy liền không có bọn hắn lăn lộn nhiều năm như vậy tại Hồng Hoang kiến thức cũng coi như là rộng rãi chiến trận nhỏ xíu như vậy đúng là chưa từng thấy công sơn đại chiến còn chưa đánh người ở phía đối diện đã chạy hết đại trận không có chỉ có một vị thủy thần thiên đình hiển lộ tung tích hiện tại cũng mất tung ảnh một yêu vương hơi trẻ tuổi ngu ngơ hỏi một câu Đồ tiên môn đã người đi núi không chúng ta còn đánh cái gì đào núi sao Đừng có chúng kế của thủy thần, mới vừa rồi hắn rõ ràng là muốn ly gián chúng ta cùng với vị đạo hữu kia, lúc này càng là muốn dùng chiến trận khác thường như vậy, chính là muốn dọa lùi chúng ta, thủy thần quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không nên mắc lừa. Môn nhân đệ tử độ tiên môn có mấy ngàn người, làm sao có thể tùy tiện rút đi như vậy, rốt cuộc là ai, thế nhưng đã để lộ tiếng gió. Thời cơ sẽ lập tức trôi qua, chúng ta còn ở chỗ này do dự cái gì, yêu thăng sơn chi hồn có thể an hay không? yêu tộc chúng ta chi vẫn có thể bình không? Mấy đầu lão yêu chủ dự kia suýt nữa bởi vậy mà trở nên ẩm ý, bởi vì tiểu quỳnh phong mở ra quá nhiều trận pháp, lý trường thọ dứt khoát ở bên trong đan phòng làm ra một tấm vân kính, để cho Linh Nga cùng với hữu cầm huyền nhã đang đánh cờ, cũng có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Lại tiện tay đưa quạt hương bổ tới, nhẹ nhàng đong đưa tại kia. Sư huynh, Linh Nga chỉ vào những thân ảnh bên trong vân kính, có một chút kinh ngạc hỏi một câu những kẻ này là yêu gì, nhìn thật là dọa người. Hưu cầm huyền nhã thân là thủ tịch đệ tử cùng thời kỳ, đã từng ra ngoài mấy lần, kiến thức hơi có một chút rộng rãi, lúc này đang dùng ngón tay nhỏ nhắn nắm bắt cái cầm của chính mình, nghiêm túc phê bình một câu. Trên sách nói, yêu tộc biến hóa bảo lưu đặc thù bản thể càng nhiều, hung tính cũng liền càng mạnh. Linh Nga ngồi quỳ chân tại kia, nhìn Vân Kính nói. Đây là có bao nhiêu yêu tộc tới? Hơn 10 vạn, Lý Trường Thọ từ từ nhắm hai mắt bình tĩnh nói một câu. "Mười." Linh Nga Nguyên Bản còn vô cùng tín nhiệm đối với sư huynh nhà mình, vào giờ phút này lại là không chịu được hết miệng nhỏ. "Sư huynh, chín thành tám." "Không thì sao?" Lý Trường Thọ mở mắt ra hỏi ngược một câu. "Mùa thế nhưng là đang chất vấn độn pháp của vi huynh, Linh Nga hì hì cười một tiếng. Ta cũng không dám độn pháp của sư huynh vô song, chạy trốn vô địch. Lý Trường Thọ hài lòng cười cười, hất quạt hương bồ trong tay lên, mặt đất rung động rất nhỏ, tiên quang xung quanh lấp lóe, toàn bộ đan phòng bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Tiểu Quỳnh Phong nhìn như gió êm sóng lặng, các loại đại trận chậm rãi vận chuyển, trận cơ khắp nơi dần dần thắp sáng, ngũ hành linh lực hỗ trợ lẫn nhau tăng lên, đan phòng trực tiếp rơi vào ngọn núi, nối với đầu trên của động phủ trong núi. Đan phòng tạo hình hồ lô lớn hoàn mỹ nằm trong khe hở ngọn núi, những thông lộ đi qua cũng bị núi đá lấp kín, lại nghe rung động ầm ầm, các giá sách trong đan phòng chậm rãi xoay chuyển, lộ ra phần lưng, lộ ra các mặt lưu ly kính. Lý Trường Thọ vung quạt hương bổ lên, những pháp bảo lưu ly kính này triển lộ ra tất cả hình ảnh ở bên ngoài tiểu quỳnh phong. Đồng bộ theo thời gian thực, không có góc chết, ở một mức độ nào đó đã đạt đến mức núi và người là một. Người mái hồng hoang, đã không còn xa. Khi những thao tác loài loạt này, đinh nga ngược lại là vô cùng bình tĩnh, dù sao thì nàng cũng chứng kiến sư huynh nhà mình cải tạo đại bộ phận công trình. Hữu cầm huyền nhã quả thực là có một chút không bình tĩnh nổi, sừng sốt một hồi, mới không nhịn được hỏi. Những cái này là gì? Trận pháp, cấm chế, dung hợp một ít pháp thuật, Lý Trường Thọ bình tĩnh đáp lời. Nhớ rõ không được nói ra bên ngoài. Ừm, Trường Thọ sư huynh yên tâm. Hữu cầm huyền nhã mấp máy môi mỏng, Lý Trường Thọ cười ứng tiếng, Bao dù nàng vào lúc xử lý đạo lý đối nhân xử thế, luôn có cử động xuất kỳ bất ý, nhưng về việc thủ tín lại là rất đáng tin cậy, dù sao thì trước đây cũng đã lập mấy lần lời thề đại đạo liên quan tới bảo mật. Linh Nga có một chút khẩn trương hô: "Sư huynh, bọn hắn đã tới." "Ừm," Lý Trường Thọ bình tĩnh đáp ứng một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói: "Hiện tại phải làm chính là kéo dài thời gian một chút." không thể giết hết toàn bộ yêu tộc nơi này, còn phải lưu một bộ phận cao thủ yêu tộc trở về tạo thế. Sau đó, tâm thần của hắn rơi về chỗ của mười mấy cỗ đạo nhân giấy, chia ra quản lý đậu tiên binh, chỉ có thể nói yêu tộc không hổ là yêu tộc. Trong trận chiến độ tiên môn ngày hôm nay, Lý Trường Thọ đã chuẩn bị ba bộ phương án dự bị, đã chuẩn bị tâm lý cho tình hình tồi tệ nhất phá hủy hơn một nửa dân môn độ tiên môn, nhưng hành động của yêu tộc lại làm cho hắn bớt lo lắng nhiều. Lúc này đám yêu tộc này vừa không rút đi, vừa không mạnh mẽ tấn công ngược lại là phái ba thành binh mã tính cả một chút ít cao thủ đi đầu xâm nhập vào phạm vi sơn môn mà thôi ngày hôm nay giết yêu chỉ là phụ cách không ngõ địa tạo một đợt mới là chính sự lý trường thọ đưa ra chỉ lệnh đơn giản trong đáy lòng đội tiên binh trên hơn 10 ngọn núi cùng nhau đứng dậy từng dãy thiên binh cầm lấy đại thuẫn trường thương phóng lên tận trời những tiên binh đánh xa kia đã kéo căng dây cung mưa tên bài loạn tiếng trống như sấm chúng yêu gào thét thiên địa nhuộm đỏ đạo đạo thân ảnh rơi xuống những yêu vương có thực lực mạnh mẽ kia trực tiếp nhào về phía ngọn núi các nơi lý trường thọ điều khiển hơn mười mấy cỗ đạo nhân giới cảnh giới thiên tiên ra ngoài nghênh chiến vừa đánh giáp lá cả cùng với yêu binh liền trực tiếp dẫn nổ bản thân ba vị yêu vương thực lực hơi yếu bị đạo nhân giới tự bạo trực tiếp xé nát các yêu vương thụ khác thì bị trọng thương tiếng giống giận dữ của lão yêu yêu tộc truyền ra khắp các nơi giải đậu thành binh đây đều là hóa thân thủy thần bản thể của hán nhất định ở chỗ này ha 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 đừng tìm lung tung tiếng cười to vang lên ở trên không một thân ảnh hiện thân một cách quỷ dị ở ngay phía trên không trung phá thiên phong người mặc áo bào trắng dầu tóc bạc trắng trên đỉnh đầu càng là có một tòa tiểu tháp xoay tròn dài xuống đạo đạo khí tức huyền hoàng hắn đứng chắp tay phất trần trong tay đổi lại một thanh trường kiếm lóng lánh ánh vàng ngạo nghễ đứng ở trong không trung uy áp thiên địa các nơi bản thân chính là ở đây các ngươi lại làm gì được ta không ít cao thủ yêu tộc trực tiếp đảo mắt, mấy lão yêu càng là nghiến răng nghiến lợi một hồi. Một lão yêu già vẫn tráng kiện chửi ầm lên. Thủy thân, ngươi là thứ đồ tàn khốc vô tình, hèn hạ đồ vô gì, đồ sát yêu tộc chúng ta, hủy khí vận yêu tộc chúng ta, yêu tộc chúng ta trước đây có gì thù hận với ngươi, lý trưởng thọ cong khóe miệng lên, tiếng nói lạnh nhạt chuyển khắp thiên địa. Thì ra, lúc thượng cổ yêu tộc cần như đồ diệt nhân tộc chúng ta, không coi là thù hận rồi nhân tộc các ngươi đã là nhân vật chính thiên địa tộc ta lui ra khỏi ngũ bộ châu còn chưa đủ sao lý trường thọ lạnh nhạt nói lúc nói lời này ngươi không phải là cảm thấy yêu đình thượng của bị nhân tộc chúng ta lật đổ là do yêu tộc các ngươi bố thì chiến thắng cho nhân tộc chúng ta hay là nói ngày xưa yêu hoàng vẫn lạc là bởi vì lương tâm đối với nhân tộc tự vẫn chết lại có lão yêu gầm thét Nhân tộc bất quá chỉ là thừa dịp yêu tộc chúng ta đại chiến cùng với vu tộc lưỡng bại câu thương, có tư cách gì mà nói đến dũng mãnh. Thôi đi, Lý Trường Thọ cười lạnh. Ngày xưa nhân tộc còn nhỏ yếu, chỉ biết sinh sôi mà không biết phương pháp tu hành, yêu tộc đã sớm cường thịnh trắng trợn tàn sát nhân tộc, có tư cách gì mà nói đến dũng mãnh, nhân tộc hương hỏa không tắt, quyết trí tự cường, đời đời tiên hiền đứng ra, thăm dò thiên địa đại đạo, hộ vệ nhân tộc chu toàn, yêu tộc các ngươi không biết thiên số, tự cao tự đại, đã có ác nhân, liền có ác quả, nhân tộc lấy yếu chống mạnh, tam hoàng ngũ đế làm chắc căn cơ từng bước, sốc hết sức thành tựu nhân vật chính thiên địa ngày hôm nay. Các ngươi không trải qua giác làm con chó bại trận thời thượng cổ, ác niệm không tắt, thiện niệm khó sinh, nghiệp chứng quấn thân, khó có thể đặt chân ở thiên địa, càng là không quyền hại vu tộc, luyện chế hung binh diệt nhân tộc. Hôm đó phàm là đi đến yêu thang sơn hộ vệ thanh diệt nhân kiếm kia, làm sao không nên bị diệt ngày hôm nay lại vẫn dám dùng chuyện này để nói chuyện, xíu rít sủa loạn từ bên trong tiên tông nhân giáo chúng ta, quả thực không biết tốt xấu, đều nói yêu tộc càng già, mặt mũi càng dày, các người thật sự không hổ danh dưng yêu tộc, mặt dày cực kỳ vô sỉ. Người, sắc mặt của lão yêu kia đỏ lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mắng to. Thủy thần, ngươi khư khư cố chấp, có ý đồ bốc lên đại chiến hai tộc một lần nữa, ngươi hãy tự mà gánh vác nhân quả nơi đây các ngươi cho đến bây giờ còn không rõ sao, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Yêu là chủng tộc vạn linh tụ hợp, trong đó vàng thao lẫn lộn, không có một chút huyết mạch căn cơ nào, đối với cá nhân ta mà nói, ta chưa từng cảm thấy yêu tộc là địch của nhân tộc. Thánh nhân nương nương đại đức đại từ, cũng đã từng gia nhập yêu tộc, thanh khâu nhất tộc đề cao tình yêu và bình đẳng kia, đồng dạng cũng là một nhánh yêu tộc. Chỉ có những sinh linh tà ác ăn người, giết người, coi sinh linh là cỏ rác, có ý đồ điều khiển, bắt nạt chủng tộc khác kia, cùng với những người trợ trụ vi ngược kia, vô luận là yêu hay là người, mới là địch của toàn bộ sinh linh hồng hoang, yêu tộc như vậy, bần đạo có thể giết, khẳng định sẽ giết không buông tha. Sinh linh như vậy, thiên đình có thể thanh trừng, đương nhiên sẽ không lưu lại nửa điểm hậu hoạn, lời nói của Lý Trường Thọ rơi xuống, trong thiên địa một mảnh tĩnh lặng, trong đáy mắt không ít yêu tộc hiện ra một chút quang mang hồ nghi, trong chốc lát, rốt cuộc có cái một đầu chó gấu tinh nói thầm một câu. Mắng như vậy thì làm sao xử lý? Làm sao cảm thấy thủy thần nói cũng có đạo lý. Đừng nghe hắn nói lung tung, nhân tộc tuyệt đối không dung được chúng ta, một lão yêu lớn tiếng gầm thét, vài lão yêu càng là vội vã lao thẳng tới Lý Trường Thọ trên bầu trời. Giết thủy thần, thánh tộc chúng ta còn có thể đại hưng. Sau đó mười mấy vị yêu vương cùng nhau mà động, thì triển thần thông, ném ra pháp bảo hóa thành đạo đạo lưu quang đánh về hướng thân hình lý trường thọ nhưng mà khí tức huyền hoàng rủ xuống lý trường thọ bình yên đứng trên không trung mặc cho bầy yêu anh kích thân hình dừng dựng bất động thậm chí tháp đại gia vẫn luôn phấn khởi trước đây lúc này cũng không hứng lắm có một chút ỉu xìu yếu quá không có tí sức lực nào đám người này chưa ăn cơm sao có cảm giác bị bọn hán đánh hoàn toàn chính là sỉ nhục giới pháp bảo tiểu đồ đệ nhanh hiện thần thông, diệt bọn người kia đi. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, tìm đúng thời cơ đối phương cùng nhau công tới, phất tay vẩy ra hai chiếc ngân châm đen nhánh, độc bôi trên những ngân châm này, chính là kịch độc đã từng suýt nữa đánh ngã Long Vương Tây mà Lý Trường Thọ hải rút ra ngưng luyện thành. Mà bản thân những ngân châm này chính là làm thành từ ô tiên thạch chuyên phá tiên qua ngộ thể chân quý, nhìn như chỉ là một kích tiện tay, chi phí thực tế tương đối cao, hơn nữa rất khó sử dụng lặp lại, bất quá hiệu quả thật sự không tồi gần như chỉ trong tích tắc, một nửa đại yêu vây công mà đến bị ngân châm đâm chúng. Bản thân nhóm đại yêu cũng không phát giác ra có uy lực gì, nhưng vừa vận chuyển tiên lực, mắt chính là đột nhiên tối sầm lại. Càng có mấy đầu đại yêu tu vi miễn cưỡng đạt tới cảnh giới thiên tiên, chậm rãi hóa ra bản thể trong không trung, mất mạng khí tuyệt, yêu hồn trực tiếp hóa thành khói đen tiêu tán. Một màn này làm cho bầy yêu nhau nhau thay đổi sắc mặt. Có lão yêu hét lớn một tiếng, hô hào chúng yêu cùng nhau tấn công, vô số yêu ảnh bay nhào về hướng lý trường thọ không bao lâu liền bao bọc vây quanh lý trường thọ thần thông pháp bảo cùng nhau ra trận nhưng yêu tộc vừa mới về kín đạo đạo lưu quang chiếu sáng thiên khung trực tiếp đánh tan chúng yêu lao đến phía trên các phòng lại có độ tiên binh làm khó dễ yêu tộc ở quanh sơn môn đã tấn công vào lúc này màn dạo đầu cho trận chiến khốc liệt đã được mở ra ở độ tiên môn lý trường thọ đội huyền hoàng tháp trên đỉnh đầu tả sung hữu đột lôi pháp độc phấn tam muội chân hỏa tùy ý dội ra từng mảnh yêu binh ngã xuống đất đập xuống các nơi độ tiên môn trong ngọn núi tiểu quỳnh phong bên trong đan phòng hưu cầm huyền nhã cùng với linh nga nhìn hình ảnh bên trong lưu ly kính vào giờ phút này đã không biết phải nói gì nhìn lão thần tiên kia chém giết như vào chỗ không người các nàng thậm chí còn có cảm giác đây là ảo giác hưu cầm huyền nhã thấp giọng nói vị tiền bối này là linh nga thầm nói thiên đình không biết đâu lý trường thọ lạnh nhạt nói không được coi thường những yêu tộc này. Bọn hắn muốn hủy diệt độ tiên môn chúng ta hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, mấy lão yêu ở nơi kia, thực lực chỉ yếu hơn một chút so với đại la kim tiên nhân tộc. Khiến cho các người cảm thấy có thể tùy tiện ứng đối, chẳng qua là bởi vì bảo tháp trên đỉnh đầu, tháp này tên là thiên địa linh lung huyền hoàng tháp, chính là được thánh nhân lão ra ban thường, giúp ta ứng đối những cường địch này. Linh Nga cùng với hữu cầm huyền nhã liếc nhìn nhau, từng người đều có một chút không phản bác được thế nhưng mà sư huynh linh nga nhỏ giọng hỏi người ở bên ngoài kia không phải là người giấy của huynh sao muội ngược lại là có thể nhận ra lý trường thọ cười nói hai người các ngươi kể từ hôm nay không được rời khỏi ngọc phù mà ta cho trước đây vạn nhất bị người thám thính tâm thần của các ngươi lai lịch của ta coi như sẽ trực tiếp bại lộ nói đến đây tiếng nói của lý trường thọ xoay chuyển nghiêm mặt nói Ngày hôm nay để cho hai người các ngươi tiếp xúc những chuyện này, cũng không phải là để cho các ngươi xem náo nhiệt. Linh Nga, sự nguy hiểm của hồng hoang, ngày hôm nay ngươi đã thấy được một chút, mặt nhỏ của Linh Nga tràn đầy ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu. Hữu cầm sư muội, Lý Trường Thọ nói. Sự tình phát sinh vào ngày hôm nay, hy vọng ngươi hãy ghi tạc vào trong lòng, đợi sau khi ngươi đột phá cảnh giới thiên tiên, nếu muốn chảm yêu trưởng ma, để tinh thần trọng nghĩa trong đáy lòng ngươi có nơi sắp đặt ta tự nhiên sẽ an bài một con đường sáng cho ngươi, hứa cầm huyền nhã ôm quyền cúi đầu. Huyền nhã nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư huynh, Linh Nga ở bên cạnh yếu ớt giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên, hỏi. Thế nhưng sư huynh, để người giấy đội trí bảo của nhân giáo chúng ta như vậy, vạn nhất bị cướp đi thì làm sao bây giờ, Lý Trường Thọ không nhịn được bật cười, nói. Bảo vật là của thái thành lão gia nhân giáo chúng ta, coi như là các thánh nhân lão khác gia khác ra tay cũng không đoạt được, hả, có cao thủ đến rồi, chú ý nhìn các nơi, ta sẽ đưa tâm thần trở về bản thể, ứng đối với bọn hắn đôi chút. Nói xong, quạt hương bồ trong tay Lý Trường Thọ dừng lay động, nhắm mắt ngưng thần, ở chỗ này không có tiếng vang, Hữu Cầm huyền nhã thấp giọng hỏi. Bản thể của Trường Thọ sư huynh ở nơi nào? Chuyện này, ngược lại là không thể nói chính xác, Linh Nga thầm nói. Bất quá bình thường mà nói, sư huynh cũng sẽ ở một nơi an toàn nhất, mau nhìn Linh Nga nói khẽ một tiếng, hưu cầm huyền nhã cũng ngẩng đầu nhìn lên, vừa mới nhìn, liền không khỏi có một chút nơm nớp lo sợ, một vòng xoáy xuất hiện trên bầu trời cao, mười mấy đạo liêu quang bắn ra từ trong đó, khí diễm. Hung ác, uy áp mãnh liệt, hồng mông hung thú của Tây Phương Giáo đã đột kích, Lý Trường Thọ đang kịch chiến cùng với các cao thủ yêu tộc, vào giờ phút này lại là hai mắt tỏa, sáng. Chỉ vì ở bên trong những hồng mông hung thú vỏ tới này, cất dấu khí tức chính mình quen thuộc nhất. Vò ve, tiếng nói của văn tịnh đạo nhân vang lên ở trong tài lý trường thọ lại là kiều mị cười một tiếng đại nhân thật sự oai hùng nô gia nhìn lòng bối rối lý trường thọ lạnh nhạt nói nói không chừng đại pháp sư đang nhìn mặc dù đại nhân ngài anh tuấn tiêu sái nhưng nô gia đối với ngài vẫn là kính trọng càng nhiều hơn một chút đừng khó ba hoa hãy làm việc theo những gì ta nói lần này là không phải địa tạng ra tay đó chứ đúng vậy trong lúc nói chuyện mười mấy vị tuấn nam minh nữ gia nhập chiến đoàn lại là quát lưu chúng yêu từng người nhấc lên thế công lăng lệ lý trường thọ không hề sợ hãi y vào sự cường hãn của huyền hoàng tháp cầm kiếm phản công đối với hơn mười người nhưng thực lực biểu hiện ra vào giờ phút này sở bất quá chỉ là cảnh giới kim tiên hoàn toàn không tạo thành nửa điểm uy hiếp đối với nhóm hồng mông hung thú này chúng hung thú phấn chấn tâm thần mấy lão yêu kia thấy thế cũng ở bên cạnh tế lên pháp bảo yêu châu thần thông Điên cuồng công kích đối với Lý Trường Thọ, thế là Tháp Đại Sa ngáp một cái, biểu thị sự tình bắt đầu trở nên hơi thú vị. Bóng người giao thoa, tình hình chiến đấu càng trở nên giằng co, kịch đấu bất quá chỉ trong chốc lát, Lý Trường Thọ cũng nhất thời có chút không địch nổi, tiên lực của đạo nhân giấy gần như hao hết. Mấy đầu hung thú cưỡng ép khốn trụ Lý Trường Thọ cùng với Huyền Hoàng Tháp, một tia ô quang bay vụt mà đến từ bên cạnh, lại là một chiếc sừng trâu màu đen đang đụng vào bên trên Huyền Hoàng Tháp. Huyền Hoàng Tháp nhoáng một cái, lại bị đánh về phía sau nửa thước, một nửa thân thể của Lý Trường Thọ thoát ly ra khỏi khí tức huyền hoàng. Chỉ một thoáng, mấy đạo lưu quang bắn nhanh nhắm ngay vào thân thể Lý Trường Thọ bộc lộ ra, nhưng một vệt huyết quang xẹt qua cực nhanh, bóng người xinh xắn kia quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Lý Trường Thọ, một ngón tay nhỏ nhán điểm ra, ấn vào đầu vai Lý Trường Thọ trong nháy mắt. Hai mắt chúng hung thú tỏa sáng, thân thể của Lý Trường Thọ cấp tốc khô quắt, đến lúc này Văn Tịnh đạo nhân mới lộ ra chân hình hoàn chỉnh, khóe miệng phát họa ra ý cười vũ mị, Chóc mũi phát ra tiếng hừ thoải mái dễ chịu. Nhưng mà, sắc mặt của văn tịnh đạo nhân đột nhiên biến đổi, thân hình vội vàng lóe ra sao, chỉ thấy một giọt nước màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây đã đập trúng ra thịt trước ngực nàng. Giọt nước này đột nhiên bành trướng, hóa thành một đầu thủy thương long dài mười trượng, ẩn chứa thần uy mênh mông, đập cho văn tịnh đạo nhân bay thẳng tắp ra ngoài, trong đáy mắt văn tịnh đạo nhân thoáng hiện ra một chút u oán thân hình lóe lên một lần nữa ẩn độn giữa không trung nhìn ở phía dưới huyền hoàng tháp lý trường thọ khô quát xuống hóa thành một tờ người giấy rúng gió người giấy vào giờ phút này bị ánh lửa nuốt hết viên kim đan ở bên trong bay trở về huyền hoàng tháp một thân anh nho nhỏ đi ra từ bên trong huyền hoàng tháp thân ảnh này đảo mắt hóa thành kích cỡ người thường vẫn là dâu bạc trắng tóc trắng có bộ dáng giống như trước đây nhưng vào giờ phút này uy áp trên dưới toàn thân không chỉ lồng nặc so với trước đó gấp 10 liền nghe tiếng nước chảy vang lên một tấm thủy đồ chậm rãi trải rộng ra ở trước người hắn từng đầu thường lòng bay ra từ trên đó gào thét đối với xung quanh, lại có một lá cờ màu xanh tung bay ở sau lưng hắn, thần lực nồng đậm ra chỉ uy thế thiên địa cho hắn. Tay trái của hắn nắm chặt thủy đồ theo chiều dọc, tay phải dơ cao công đức trảm ma kiếm, dâu tóc phất với hét lớn một tiếng. Thiên binh thiên tướng ở đâu, vây quanh nơi đây, đừng có thả đi một yêu nào. Chợt nghe tiếng sấm chấn động trên đỉnh đầu, mây đen thật dày chẳng biết đã xoắn tới, tới từ lúc nào, bên trong mây đen này lại truyền ra vô số tiếng người rót thành thiên lôi từng chùm ánh vàng xuyên thấu mây đen, đầy trời đều là thân hình thiên binh thiên tướng hạ xuống. Phía đông, mặt phía nam đột nhiên chuyển đến trận trận rồng gầm, mấy trăm đầu thương long cấp tốc bay tới, trên lưng lại còn có từng vị từng vị chiến vu thượng cổ tràn đầy huyết khí, một lão yêu gầm thét. Hỗn trướng, cục diện ngày hôm nay, chính là vị địa tạng kia cùng với thủy thần tính thế. Bắt tộc ta để lấp công đức cho bọn hắn. Đừng có ngậm máu phun người, lại có hồng mông hung thú giận dữ mắng mỏ chúng ta làm sao sẽ liên thủ cùng với thiên đình chuyện hôm nay vẻn vẹn chỉ có địa tạng biết không phải gã bán chúng ta thì là ai là do các ngươi hành quân vô ý bại lộ hà hà tiếng cười lạnh của lý trường thọ truyền khắp giữa thiên địa xem ra ngày hôm nay không thể thả cho nửa sợi tàn hồn của các ngươi chạy trốn trong lúc nói chuyện dưới chân hắn hội tụ khởi một viên lôi cầu màu xanh thầm lôi cầu này nhẹ nhàng nổ đáp vụn Tạp ra thiểm điện đầy trời, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, lôi độn. Lý Trường Thọ chui vào bên trong lôi quang, lướt qua sấm sét đầy trời, kiếm quang lấp lóe, thủy long cuồn cuộn, dường như hóa thân trăm ngàn, đột nhiên gây khó khăn, khi thực chẳng qua là độn quá mức nhanh chóng, mượn lôi mà đi. Trong nháy mắt mười mấy yêu vương chịu chết, hai đầu hồng mông hung thú không may bị trọng thương, thân ảnh của Lý Trường Thọ tùy ý xuyên qua bên trong lôi quang, chúng hung thú, lão yêu tẫn không có cách nào bắt giữ thân hình của hắn, đây chính là con át chủ bài nhỏ trong hạng mục quan văn thiên đình cùng lúc đó ở góc linh sơn thanh niên đạo sĩ kia nhắm mắt mỉm cười nghe đế thính bẩm báo chiến cuộc tại độ tiên môn hết thảy đều phát sinh theo dự liệu của gã yêu tộc dù có chết hay tổn thương nhiều cũng không sao vào giờ phút này đế thính đang nói văn tịnh quả quyết ra tay tập sát thủy thần nhưng thủy thần cỡ cao hơn một nước đả thương văn tịnh thanh niên đạo sĩ cũng chậm rãi gật đầu vị văn tịnh này sốt ruột lập công có một chút thông minh nhỏ mà thôi, khó làm được chuyện lớn. Đế thính đột nhiên bày ra vẻ nhưng tai lắng nghe, nghe một hồi, lại thấp giọng nói thầm. Chủ nhân, lần này ngươi phiền phức lớn rồi, địa tạng không khỏi khẽ nhíu mày, không hiểu sao, lúc này trong đáy lòng địa tạng cũng chỉ có hai chữ không hiểu này. Kế ly gián của thủy thần dễ hiểu như vậy, yêu tộc là bị yêu khí làm cho tâm trí mê muội sao, chuyện này cũng đều tin, tính kế quay chung quanh yêu tộc lần này, sắc mặt của địa tạng vô cùng âm trầm, lúc này lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay của chính mình, bên trong vân tay dường như thấm máu tươi. Đế thính vẫn trầm giọng nói ở trong đáy lòng gã. Lúc này yêu tộc ở độ tiên môn rơi vào bên trong vòng vây của thiên đình, long tộc, phu tộc, tám thành căm hận trong đáy lòng đều là đối với chủ nhân ngươi, bọn hắn cảm thấy ngươi cùng với thủy thần gài bậy tính kế bọn hắn. Từ mệnh lệnh chúng thiên binh nhận được có thể phán đoán, thủy thần là ra lệnh cho bọn họ bao vây không chặt, cho những yêu tộc này một ít đường sống chạy trốn, 13 vị cao thủ mà chủ nhân phái qua, từng người lúc này cũng đã chạy tứ tán, cũng không đánh lâu, địa tạng chậm rãi nắm thành quyền, thấp giọng nói: không sao, viên này còn có đường sống quay lại, dùng thần thông báo cho đám người văn tịnh chặn giết yêu tộc có thể chạy ra, không, không thể, như vậy sẽ vừa vặn chúng tính kế của thủy thần, hắn nhất định đang chờ ở đó, một viên lưu ảnh châu cũng đủ để chứng thực việc này cho yêu tộc. Đế thính tiếp tục nghiêng tai lắng nghe, toàn thân trên dưới lấp lóe thanh quang hiển nhiên là đã triển khai toàn bộ thần thông, từng tin tức từng miệng của đế thính, vang lên ở trong đáy lòng địa tạng. Đại quân yêu tộc vây công tiêu giao tiên tông đã không cứu nổi, đoán chừng sẽ bị diệt toàn quân, một số lớn luyện khí sĩ của 12 nhà đại tiên tông tiên giáo xuất động, lúc này đã chạy tới tiêu giao tiên tông. Tại Trung Thần Châu hiện tại ít nhất có mấy trăm tiên môn phái gia luyện khí sĩ, tiến về hướng tiêu giao tiên tông. Chủ nhân, Thủy Thần đã đi tới tiêu giao tiên tông gấp rút tiếp viện, đám tiểu yêu chúng ta bố trí tại nam châu đã bị thanh trưởng sạch sẽ chủ nhân địa tạng đang ngưng thần suy tư trầm giọng hỏi như thế nào đế thính nói nếu như nhìn theo góc độ của người bên ngoài lần này xác thực rất giống ngươi phối hợp cùng với thủy thần âm yêu tộc một lần